Xin trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 của Đỗ Dũng. Cái vụ mà Derek Chauvin đè đầu gối vào cổ George Floyd vẫn là cái đề tài mà không thể không nói tới, bởi vì nó quá ghê gớm. Tôi có đặt vấn đề này với quý vị một lần, hôm nay tôi phải nhắc lại một chuyện đó. Tôi biết có rất nhiều người khán giả SCT ở ngoài thắc mắc là tại sao có một ông George Chauvin chết thôi mà có gì đâu mà lớn, có gì đâu mà rụng bèn, bao nhiêu người khác chết có gì đâu. Chuyện này chuyện nhỏ, nhưng tại sao nó ra lớn như thế này và nó ảnh hưởng vô cùng. Có lẽ chúng ta phải đợi các sử gia, các nhà xã hội học họ nghiên cứu sau này họ cho chúng ta biết, là các điều tra viên ta cho biết là ai đứng sau lưng chuyện này. Mình khoan tính bởi vì mình không biết. Nhưng có một chuyện mình biết hiện nay là nó ảnh hưởng qua nhiều lĩnh vực mà hôm trước tôi kể quý vị, nào là cải tổ cảnh sát này, nào là chuyện rời mấy bức tượng này, thấy không? Nào là chuyện mới gọi là bây giờ biểu tình này, nào là phá các căn cứ hôi của rồi này kia các thứ. Xin nhắc với quý vị, tất cả hành động gì làm sai luật pháp là đều đáng bị lên án và đều đáng bị ở tù hết. Tôi phải khẳng định cái điều đó để quý vị đừng có lôi thôi. Tôi thấy một số quý vị khán giả SCT rất là lôi thôi, cứ nói mấy cái chuyện mà đang dính dáng. Mình nên nói chuyện đang dính dáng nè, đừng có lái vào chuyện khác. Đó mà là điều quan trọng. Thế hôm nay tôi nói chuyện cái chuyện gì? Cái chuyện là trong tuần qua, quân đội Mỹ, các giới chức hàng đầu về quân đội Mỹ, từ Bộ Quốc phòng cho đến tham mưu quân đội Mỹ, đều đụng chạm với Tổng thống Donald Trump, cũng vì cái đầu gối của ông Chauvin. Ghê vậy chứ. Chưa bao giờ tôi thấy cái đầu gối nào nó mãnh liệt như cái đầu gối đó. Trong lịch sử Mỹ chưa bao giờ đầu gối đó, đầu gối đáng bạc ngàn tỷ chứ không phải là diễn chơi. Chuyện đó là chuyện gì? Thứ nhất, vì cái đầu gối đó mà nó xảy ra bao nhiêu cuộc biểu tình. Và vì như vậy, ông Trump đã phải xuống hầm để trú ẩn, vì những người mà ông gọi là khủng bố ở bên ngoài tòa ốc biểu tình như thế. Rồi ông xí chó đã cắn, đòi đưa chó cắn, đòi đưa vũ khí mạnh cho chơi. Rồi sau đó vào cái ngày thứ hai, ông bị ngày thứ sáu, qua ngày thứ hai, ông phải nghĩa là cho người ta dẹp loạn ở công viên Lafayette. Đi ra cái nhà thờ John Church cầm cuốn kinh thánh. Chuyện nó xong. Có người so sánh bảo hồi xưa ông Bill Clinton cầm kinh thánh như sao? Chứ Bill Clinton cầm kinh thánh nó khác, ông đâu có cầm kinh thánh trong cái trường hợp này. Mà thôi kệ, ông Clinton không kể. Trong số những người đi, quý vị biết có ai? Ông William Barr, Bộ trưởng Tư pháp, ông Mark Esper, Bộ trưởng Quốc phòng, ông Đại tướng Mark Milley, Tổng tham mưu trưởng quân đội, ông Mark Meadow, Chánh văn phòng, rồi con rể Jared Kushner, con gái Ivanka Trump, đủ hết bộ sậu ông ra. Thôi xong đi về làm gì? Ghê gớm vậy. Nhưng mà tuần vừa rồi, trong một cái video gửi cho các sinh viên trường đại học quốc phòng, thì ông đại tướng Mark Milley đã thu nhận là đáng lý tôi không nên đi với ông Trump rồi đó. Đây, xin mời quý vị cho coi cái lời của ông Mark Milley ông nói. As many of you saw the result of the photograph of me at Lafayette Square last week, that sparked a national debate about the role of the military in civil society. I should not have been there. My presence in that moment and in that environment created a perception of the military involved in domestic politics. As a commissioned uniformed officer, it was a mistake that I have learned from, and I sincerely hope we all can learn from it. We who wear the cloth of our nation come from the people of our nation, and we must hold dear the principle of an apolitical military that is so deeply rooted in the very essence of our republic. Tôi có bị thấy đó, ông Mark Milley ông nói đó, đáng lý tôi không nên đi bộ với Tổng thống ra qua đi qua cái Lafayette Park. Bởi vì như vậy nó tạo ra một cái suy nghĩ là quân đội dính vào chính trị, trong khi chuyên quân đội là không dính chính trị, phi đảng phái. Và ông nói đây là cái điều đã sai và cần phải học, và chúng ta cần phải học. Và ông nói sẽ không bao giờ để cho chuyện này xảy ra. Nó đại khái nó ông nói nhiều lắm mà tôi nói cái vị ý chính vậy thôi. Mà tại sao ông này mấy ngày sau ông mới nói? Trong khi ông Mark Esper, Bộ trưởng Quốc phòng, thì cho đến giờ phút này chưa nói gì cả. Nhưng mà quý vị nhớ đó, ông Mark Esper trước đó, có nói một câu là ông không ủng hộ cái chuyện mà Tổng thống Donald Trump dự trù sẽ đưa quân đội
để mà dẹp những người biểu tình nếu các thống đốc không làm được việc. Và Esper không ủng hộ đó. Và sau đó vô họp với Tổng thống Donald Trump đó, là ông đã bị mắng, ông bị ông Trump mắng. Nhưng mà sau đó tòa với ông bảo không, chúng tôi vẫn tin tưởng ông Mark Esper. Rồi bây giờ tới ông Mark Milley. Quý vị thấy chưa? Hai người đứng đầu quân đội. Họ không ủng hộ, một người không ủng hộ chuyện sử dụng quân đội đối với người dân. Người thứ hai, Mark Milley nói là tôi đã sai lầm khi bước cùng Tổng thống đi qua cái chỗ mà người ta vừa dẹp những người biểu tình ôn hòa. Đó lời ông nói nha. Tại sao quân đội được sử dụng để mà nghĩa là đàn áp những người biểu tình, dập tắt những người biểu tình ôn hòa? Đó là người dân của mình. Đó là quan điểm của Mark Milley. Mà trước khi ông nói là ông đã gửi một thư ra cho quân đội là chúng ta nhớ nha, chúng ta là con của dân nhá, đừng có đụng với dân, đừng bao giờ đụng với mấy chuyện biểu tình. Chưa bao giờ nước Mỹ hai ông đứng đầu như vậy mà đi nói ngược với ông Tổng thống. Ông Tổng thống thì sau đó tòa cáo bảo là cái chuyện ông Tổng thống cầm cái cuốn Kinh Thánh mà đi qua cái nhà thờ đó là một biểu hiện của sự lãnh đạo mạnh mẽ. Giống như ông Winston Churchill, thủ tướng của Anh, cũng đã từng đến một cái nơi mà Đức thả bom hồi đệ nhị thế chiến. Tại sao anh nó ngược là như thế nào? Ghê không? Đó là cái chuyện đụng mà giữa hai ông đó. Chưa kể những ông tướng khác tại vị và không còn tại vị mà tuần trước tôi đã kể quý vị rồi. Nào là ông Colin Powell, ông Mike McMullen, rồi Dempsey, Martin Dempsey. Toàn là những ông tướng. Rồi cả James Mattis, John Kelly, toàn những người nghĩa là tướng đại tướng không à. Tất cả đều là nói ngược ông Trump hết. Chưa bao giờ có một cái triều đại nào mà các vị quân đội bên quân đội lại đi ngược với ông Tổng thống như thế. Lạ. Mà ông chịu chơi không sợ ai hết. À. Nhưng mà chuyện đó chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Nay mai có thể là ông Mark Esper ra đi hoặc là ông Mark Milley ra đi. Và cũng có thể là sau bầu cử hai ông này sẽ ra đi. Và khi họ nói vậy là chắc họ cũng chuẩn bị ra đi rồi. Không sao hết. Nhưng mà chuyện đó chuyện nhỏ. Tuần vừa rồi ông Tổng thống lại bị thêm một cú nữa. Mà cú này tôi nghĩ là nặng hơn. Nặng lắm. Mà cú này nó liên quan đến cái vụ cái đầu gối nữa. Cũng cái đầu gối của Doris Shervin. Bày. Cái đầu gối này ghê thiệt quý vị ơi. Nó làm cho các tướng lĩnh từ trên xuống dưới là nói ngược ông Tổng thống hết. Phản đối đó. Cái kiểu mà nói tôi đáng lý không nên đi với Tổng thống đi qua cái Lafayette Park này đến đó, là nói chơi cho nó gọi là văn hoa. Cái đó là chửi rồi còn gì nữa. Ông Trump bực lắm. Bực lắm chứ không phải không đâu. May là ông chưa tweet ra. Cái đó là mấy anh chửi thôi rồi còn gì nữa. Rồi cái anh Esper nữa, tôi bảo để đưa quân đội vào. Nếu mà các tiểu bang không làm, em bảo anh không ủng hộ cái đó. Chỉ sử dụng như là một phương tiện cuối cùng mà gọi là không còn nữa. Mà hiện nay chúng ta chưa ở trong tình trạng đó. Anh văn hoa thế nào? Văn hoa ông Trump biết hết là mấy anh chống tôi. Nhưng mà chuyện đó chuyện nhỏ, còn chuyện lớn nữa xảy ra tuần vừa rồi. Chuyện đó là chuyện gì? Xin quý vị đừng rời màn hình SCT, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau phút thương mại. Cảm ơn quý vị dưới màn hình người đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247. Tôi đang nói về cái chuyện đụng chạm giữa các giới chức quân đội Hoa Kỳ với Tổng thống Donald Trump qua cái vụ mà đầu gối của Derek Chauvin đè vào cổ của George Floyd. Bây giờ nó ảnh hưởng ghê quá, nó đi dây chuyền. Thì đó là các tướng lãnh về quân đội. Nhưng mà tuần vừa rồi lại có một chuyện nữa. Đó là các vị thượng nghị sĩ Cộng Hòa ở tại Ủy ban Quốc phòng Thượng viện cũng đã chống ông Tổng thống luôn, cũng liên quan cái đầu gối luôn. Là vì sao? Kể quý vị câu chuyện thế này.
sau cái vụ mà biểu tình gây ra đủ thứ nước Mỹ như thế đó, và sau cái vụ Mark Esper bảo là ông không ủng hộ, ông là Bộ trưởng Quốc phòng không ủng hộ cái chuyện mà đem quân đội ra sử dụng với dân đó, thì chính ông Mark Esper này và ông Mark Milley, hai ông mà gọi là chống mà, đúng không, mới nói thế này nè, à tình hình này căng quá, bởi vì trong quân đội Mỹ là chống quá, chắc chúng ta phải đổi tên 10 căn cứ quân đội của Mỹ ở tại nước Mỹ mà mang tên những ông tướng miền Nam trong cuộc nội chiến của Mỹ cách đây hơn 150 năm. Trời ơi, cái đầu gối không mà nó làm ghê thế. Mà quý vị biết có những căn cứ là cả trăm năm nay rồi mang cái tên đó, bây giờ đổi. Đâu có được. Đây đây thưa quý vị. Đây là 10 ông tướng miền Nam mà mang tên những cái ở hiện nay tên của họ được nghĩa là đặt cho các căn cứ của Mỹ, 10 căn cứ đó. Ở các tiểu bang quý vị thấy đa số nằm ở miền Nam, ví dụ ở Louisiana này. Thấy không? Đó. Đây là tên của mấy ông này. Đó. Hay là Virginia, hay là Alabama, đó, Georgia, đó, Fort Benning, là tên Benning là Fort Benning, Georgia. Này nổi tiếng hồi trước có mấy ông, mấy người quân lực Việt Nam Cộng Hòa đi qua đây tập, đi du học, có qua bên trên này, đi tập huấn. North Carolina, là thấy chưa, Fort Bragg, này. Đấy toàn những căn cứ lớn của Mỹ không? Quý vị đọc tin rồi, quý vị biết tên mấy cái căn cứ này, thường thường là đưa quân đi qua các chiến trường lớn, đó, tên, rồi... Gordon ở Georgia, thấy không? Lại cũng Georgia, cũng những tiểu bang miền Nam trong cuộc nội chiến nữa. Đây là văn hóa, họ bảo là di sản của họ, đúng không? Đó, di sản của họ, đó, toàn tên tướng, rồi cái gì đây? AP Hill, Virginia, đó, đại khái nó như vậy. Thì thưa quý vị, ông Trump tweet ra liền, no way man, no way. Dưới triều đại của tôi không có chuyện đó, không có chuyện đổi tên với ông tướng này, ở các căn cứ đó, đi cho khác chơi. Nhưng mà thưa quý vị, cái đầu gối của ông Derek Chauvin nó đẩy cái phong trào lên quá mạnh. Quá mạnh luôn, không thể ngăn cản nổi. Và trước khi tôi kể cái chuyện không thể ngăn cản nổi thì kể quý vị nghe một cái chuyện thế này. Tại sao hai cái ông mà đứng đầu quốc phòng và quân đội đề nghị chuyện này? Bởi vì trong quân đội Mỹ có rất cái tỷ lệ người da màu rất là cao so với nhá, cái tỷ lệ người da màu ở xã hội Mỹ. Đặc biệt trong các cuộc chiến ở nước ngoài, ví dụ trong cuộc chiến Việt Nam, thống kê sau này các nhà xã hội học cho thấy rằng lính gốc châu Phi tỷ lệ cao hơn ở trong quân đội, cao hơn so với người gốc châu Phi ở Mỹ. Cho ví dụ thôi, ví dụ nước Mỹ là 80 người da trắng, 20 người da đen. Quân đội Mỹ sang Việt Nam, ví dụ 100 người đáng lý là 80 da trắng, 20 da đen, thì có thể là tới 40 da đen, có 60 da trắng. Đó là lý do tại sao mà cái tỷ lệ người chết đó, trong số 58.000 người chết đó, da đen rất là nhiều. Đó. Thành ra đó, những người này đó bây giờ nó có những áp lực. Thành ra là nhân cái chuyện này và có thể nói là như thế này, người Mỹ da trắng bắt đầu họ cũng nhìn ra là cái vấn đề. Và họ biết giống như chương trình trước đây tôi kể quý vị mấy cái bức tượng nó càng để nó càng nguy hiểm. Thì bây giờ các căn cứ này cũng vậy. Càng để càng nguy hiểm. Máy bay này, tàu này, rồi cả cái đường đua NASCAR là giờ họ không cho xài cái cờ mà miền Nam nữa, là nó dễ. Nhưng mà các căn cứ quân đội nó gây ra một chuyện lớn là bởi vì sao? Đây là các căn cứ nằm ở các tiểu bang miền Nam, mà là các tiểu bang này là các tiểu bang căn bản sẽ bầu cho ông Trump. Mà bây giờ ông Trump không cứu là ông Trump kẹt. Thành ra ông tweet là no, không đổi. Nhưng mà nó dữ quá. Hôm thứ Tư vừa rồi thưa quý vị, vụ này đã được bà Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Đảng Dân Chủ tiểu bang Massachusetts đưa ra trong Ủy ban Quốc phòng Thượng viện. Và Thượng viện Hoa Kỳ bây giờ đang do Cộng Hòa kiểm soát nhé. Và họ đã bỏ phiếu đồng ý là sẽ đổi tên các căn cứ này. Ghê chưa? Kinh hoàng luôn. Ngay những người mà cùng đảng với ông Trump mà bây giờ đi bỏ phiếu về phe kẻ thù là sao? Đầu gối của ông Chauvin nó ghê quá. Nó quá ghê luôn, thấy không? Nó làm cho nghĩa là cả những đồng minh của ông Trump mà phải đi qua gọi là chăn gối với kẻ thù. Đó, ghê quá. Ông Trump tweet ra liền. Ông tweet ra ngay, ông Trump này là không có chữa ai. Nói ngay cái bà Pocahontas. Pocahontas là bởi sao? Cái bà Elizabeth đó hồi trước bà bảo là tôi là gốc da đỏ Pocahontas, phải không? Đó, giống như tôi gốc da đỏ, sao bị chọc quê quá, người ta bảo chọc bà đi thử DNA chứ, giờ có chuyện đó êm rồi. Thì vừa rồi bà cũng đã ứng cử đảng Dân Chủ và thua, ông tweet ra liền. Cái bà Pocahontas mà thua thê thảm trong cuộc bầu cử tổng thống đó, bây giờ còn bày đặt cái là đề nghị này kia.
Nhưng tôi yêu cầu những thượng nghị sĩ Cộng hòa chặn đứng ngay bà này. Cuối cùng ngay chặn hết. Họ bỏ phiếu. Họ đồng ý. Nghĩa là gì? Theo cái dự luật này, quân đội Mỹ có 3 năm để xóa tên những cái tên này trong 10 căn cứ này. Tất cả các tượng đài, những cái gì liên quan đến cuộc nội chiến miền Nam dẹp hết. Ngoại trừ những cái mộ nào mà có đánh dấu, có những cái tên thì không đụng vô. Họ thôi người chết rồi nằm dưới đất thì ok. Nhưng mà tượng là không được. Họ đã là cái chuyện đó. Mà cái này đó, nó có cái đặc biệt là thế này. Là các nhà lập pháp họ nhét vào cái luật quốc phòng. Chứ họ không làm ra luật riêng. Làm luật riêng thì ông Trump xử đẹp lắm. Mấy anh làm đi. Thông qua đi lên đây tôi veto liền. Nhưng mà họ nhét vô cái dự luật. Bởi vì 10 căn cứ này nó thuộc quân đội. Thì nó nằm trong cái dự luật quốc phòng hàng năm. Mà dự luật quốc phòng thì không ông Tổng thống nào dám phủ quyết. Ghê thế. Họ cũng có những cái trò đó. Không? Tức là gì thưa quý vị, vấn đề lập pháp của Mỹ như này. Nó có hai cách. Một là họ đưa vào những cái dự luật lớn. Là dự luật quốc phòng. Ngân sách quốc phòng. Thì ngân sách không, bởi vì nếu mà phủ quyết là phủ quyết hết toàn bộ luôn. Chẳng lẽ vì mấy cái này mà phủ quyết hết. Hoặc là đưa một cái luật lớn hơn. Đó. Tôi nhớ ngày xưa khi mà Mỹ mà gọi là gì? Bình thường hóa quan hệ thương mại với Lào. Lào vẫn là nước cộng sản. Không ông nào dám đề nghị cái luật này ra, riêng rẽ ra. Bố ai dám bỏ, bỏ tức là anh về phe cộng sản sao? Tôi thì nhét nó vô cái luật lớn gọi là đi kèm trẻ em. Mà cái luật lớn, cái dự luật lớn nó phải thông qua. Không ông nào dám say no hết. Thì tôi nhét vô là con thông qua luôn mà tôi không bị trách nhiệm. Hay là giống như nọ tôi nói quý vị cái vụ mà kích thích kinh tế đợt đầu đó, thay vì bỏ nhấn nút biết tên sao, tôi bỏ voice vote. I say yes, yeah, I say no, không ai no, mà không biết ai bỏ. Nó có những cái trò đó. Có lẽ ông Trump không hiểu cái điều này chăng? Thì mấy ông bà thượng nghị sĩ nào nhét vô. Đó. Mà đây là của Cộng hòa nhét vô nha. Mà khi hỏi chuyện này đó, bà Nancy Pelosi á, bên Cộng hòa một số người là họ ủng hộ rồi, bởi vì ủng hộ nên bỏ phiếu. Thấy không? Ví dụ tôi để đọc cho quý vị nghe một số người, chẳng hạn như là ông thượng nghị sĩ Roy Blunt, ông này của Đảng Cộng hòa tiểu bang Missouri, ông này là cái ông trưởng ban tổ chức cái buổi mà gọi là tuyên thệ của ông Trump hồi tổng thống nhá. Ông là tôi ủng hộ cái ý kiến này. Tôi nghĩ là nó xứng đáng. Hả? Rồi có một nhiều người ủng hộ lắm. Riêng bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện đó, bảo đưa qua đây thông qua. Bà này hôm thứ Sáu rồi, bà còn đưa một thư đòi rời 11 cái tượng liên quan đến nội chiến ở trong quốc hội nữa. Thì bà có thể cho nghe chút xíu bà này bà nói. White supremacists that said terrible things about our country. And then you had the president make a case as to why a base should be named for them. He seems to be the only person left. Bà nói là tất cả mọi người ủng hộ hết, mà tổng thống có vẻ là người duy nhất không ủng hộ này, và cả ông Kevin McCarthy, dân biểu là lãnh tụ phe thiểu số của Hạ viện ở tại Hạ viện, ông bảo là tôi không chống nhưng mà tôi không ủng hộ, tôi đã open để đó tự nghiên cứu nào. Nhưng mà nói chung đó là quý vị thấy là gì? Đụng. Và khi đụng đến quân đội, quý vị thấy không? Quân đội và các vị thượng nghị sĩ Cộng hòa họ ủng hộ chuyện này luôn, bởi vì họ biết rằng càng để cái này là càng kẹt. Nó kẹt ghê lắm, mà cái bà Pocahontas Elizabeth Warren bà đã đưa cái này ra thì không thể say no được. Thành ra cái này nhiều phần nó sẽ trở thành luật, bởi ngoại trừ ông Trump ông phủ quyết toàn bộ luật ngân sách quốc phòng, nó tới mấy trăm tỷ trong đó luôn thì mới được. Còn nếu không nó sẽ thành luật, và không biết là trong những ngày tới nha. Thì muốn đúc kết cái chuyện này là quý vị thấy cái đầu gối của ông Sauvin nó kinh hoàng. Cái cổ của ông George Floyd nó kinh hoàng. Quý vị đừng bao giờ bảo là chuyện này tào lao. No, không có tào lao đâu. Tào lao mà sao chấn động cả nước Mỹ thế này. Chấn động bao nhiêu bức tượng, chấn động bao nhiêu căn cứ của Mỹ mà có cả trăm năm nay đặt cái tên đó. Đừng coi thường, phải chú ý, nhưng mà đó là cái độc đáo của nước Mỹ. Các nước khác chúng ta sẽ không được nghe những chuyện này. Nói gì nói, nước Mỹ vẫn có những cái điều rất là tốt đẹp. Và chúng ta thưởng thức, và chúng ta biết lịch sử nước Mỹ. Chúng ta biết xã hội Mỹ phát triển như thế nào, để chúng ta làm cái người công dân cho nó tốt trong tương lai. Và đó là cái điều muốn gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau.